Và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh Báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, tình trạng trẻ em không may bị đuối nước dẫn đến tử vong đang là một vấn đề được nhiều người hết sức quan tâm. Không chỉ xảy ra tai nạn ở sông, suối, ao, hồ, mà ngay cả những bể cá trong gia đình cũng là mối đe dọa tiềm tàng. Vừa qua, trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ đuối nước trong hồ cá cảnh, khiến cho hai trẻ nhỏ tử vong thương tâm. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên mà trẻ nhỏ rơi vào bể cá cảnh tử vong. Hãy cùng chúng tôi điểm lại một số vụ việc tương tự đã khiến cho nhiều người không khỏi bàng hoàng. Liên tiếp những tai nạn thương tâm do trẻ rơi vào hồ cá cảnh. 1. Hai cháu bé đuối nước tử vong trong hồ cá koi của nhà hàng xóm ở Quảng Ninh. Đầu tiên hãy cùng chúng tôi theo dõi một vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 2 mới đây. Hai cháu là LKN và DAK cùng sinh năm 2019, trú tại khu 7 phường Cao xanh thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, ra khỏi nhà đi chơi. Đến khoảng 18 giờ 10 phút, hai gia đình không thấy các cháu đâu nên đi tìm. Đến 19 giờ, anh Cao Văn Lở, sinh năm 1994 sống cùng khu đã phát hiện tại hồ cá co nhà mình có hai cháu bé nằm nổi trên mặt nước. Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, song do bị ngạt nước trong thời gian khá lâu nên hai cháu đã không qua khỏi. Ngay khi nhận được tin báo, ủy ban nhân dân phường Cao Xanh đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các đoàn thể có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để hỗ trợ, động viên gia đình hai cháu. 2. Cho bé tử vong ở hồ cá coi của quán cà phê khi đi chơi Tết cùng bố mẹ Đáng buồn đây không phải chuyện hiếm gặp. Trước đó không lâu, một sự việc cho bé nhỏ tuổi ở Bình Phước tử vong thương tâm vì đuối nước sau khi rơi xuống hồ cá coi của quán cà phê khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa. Theo thông tin ban đầu, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023, cha mẹ đưa bé đi chơi ở quán cà phê cá coi tại địa phương. Trong lúc ở quán cà phê, bé chạy chơi tự do xung quanh, Mãi một lúc sau khi không thấy bé, phụ huynh mới tỏa ra tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện người dân đã vớt bé từ hồ cá coi lên và đang sơ cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau 2 ngày điều trị tích cực, cháu bé đã không qua khỏi. Được biết vào ngày 27 tháng 6 năm 2022, ở Quảng Bình cũng xảy ra vụ việc bé trai 4 tuổi không may ngã xuống hồ cá rồi đuối nước tử vong trong lúc chơi tại quán cà phê. 3. Cháu bé ngã vào bể cá của gia đình tử vong và cuối năm 2021, ở Nghệ An cũng đã xảy ra vụ việc cho bé 2 tuổi tử vong do ngã vào bể cá của gia đình. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2021, cháu VKN sinh năm 2019, chú Bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An chơi một mình trong khuôn viên của gia đình. Một lát sau, người thân không thấy cháu nở đâu nên gọi nhau đi tìm. Khi đến khu vực bể cá cảnh trong khuôn viên sân nhà thì phát hiện cháu bé đã rơi xuống dưới, những người có mặt đã nhanh chóng đưa cháu bé ra ngoài nhưng cháu đã tử vong. Sau liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến bể cá cảnh, đặc biệt nhiều nạn nhân là trẻ em nhỏ tuổi, ai nấy đều không khỏi xót xa thương tiếc. Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua nỗi đau này. Vụ việc hai chó nhỏ tử vong trong hồ cá coi nhà hàng xóm xảy ra mới đây đang khiến cho nhiều bậc phụ huynh vô cùng đau xót và giật mình trước nguy cơ mất an toàn của hồ cá, tiểu cảnh trong gia đình và ở trong những nơi công cộng. Vậy phải làm sao để ngăn chặn được những tai nạn này? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Làm sao để hạn chế rủi ro trẻ em tử vong dưới hồ cá? Liên quan đến những vụ việc trẻ em gặp nạn trong hồ cá cảnh, ông Phan Thế Hải, phó trưởng văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chia sẻ, đây là bài học không chỉ cho phụ huynh mà còn với cộng đồng. Ông Hải phân tích, một đứa trẻ là một nhà thám hiểm cảm quan, trẻ bắt đầu trải nghiệm thế giới bằng cảm quan ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ. Sau khi chào đời, thông qua những giác quan, đứa trẻ sẽ học với môi trường xung quanh mình và qua các bài học đó, thế giới mà chúng đang thấy là một phần ở trong đó. Tuy nhiên theo chuyên gia, ở từng giai đoạn phát triển, mỗi em lại có tích lũy khác nhau về mặt kinh nghiệm cảm giác, ngay như cảm giác về sự nguy hiểm, mất an toàn của mỗi trẻ cũng khác nhau và khác với cảm nhận của người lớn. Cụ thể, người lớn cho rằng nguy hiểm nhưng đứa trẻ lại không hiểu như thế bên cạnh đó việc xử lý của đứa trẻ khi gặp tình huống nguy hiểm như kêu cứu cũng chưa được hướng dẫn sâu rộng trong cộng đồng dẫn đến nhiều trường hợp can thiệp không kịp thời đôi khi tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng có một phần do người lớn chủ quan với mức độ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ ông hải nhận định đuối nước là một tai nạn thường xảy ra đối với trẻ em kể cả ở nông thôn lẫn thành phố Trẻ biết bơi vẫn có thể bị đuối nước, đặc biệt không chỉ những hồ lớn, nước sâu mới là nơi có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ, mà ngay những khu vực nước nông như hồ cá cảnh cũng tiềm tàng rủi ro đuối nước. Ông Hải phân tích, khi trẻ bị té ngã ở những nơi nước nông thì dễ bị choáng, thậm chí bị ngất, cảm giác đau sẽ khiến trẻ không thể đứng lên ngay. Chỉ một vũng nước nhỏ đủ che kín mặt trẻ khiến trẻ không thở được là đã gây ra đuối nước. Sau 2 đến 4 phút không thở thì não bắt đầu ngưng hoạt động và nạn nhân mất phản ứng, từ đó làm hạn chế rất nhiều cho việc phát hiện và ứng cứu. Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, chuyên gia khuyến cáo cần có nhiều việc phụ huynh và xã hội cộng đồng phải thực hiện. Đối với cha mẹ, luôn giám sát trẻ khi chơi ở gần khu vực có ao hồ, tuyệt đối không cho trẻ chơi ở gần khu vực có ao hồ mà không có sự giám sát và phải hướng dẫn cho trẻ hiểu về những mối nguy hiểm khi chơi với nước một mình. Trẻ cần được tập bơi sớm, tùy tình trạng sức khỏe của trẻ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ tập bơi. Phụ huynh cần hướng dẫn cho trẻ hiểu và tuân thủ với những biển báo nguy hiểm, nước sâu hoặc nội quy ở nơi có nước, hồ bơi, ao hồ. Khi sức khỏe của trẻ không tốt, sốt, chóng mặt, mệt mỏi thì không nên cho trẻ chơi với nước. Ngoài ra cha mẹ, người chăm sóc cần có kỹ năng cơ bản về xử lý sơ cấp cứu đuối nước tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, việc sơ cứu đuối nước ban đầu kịp thời đúng kỹ thuật sẽ đóng vai trò quyết định sự sống còn và di chứng về sau của trẻ. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo điều quan trọng nhất trong thực hiện phòng ngừa đuối nước ở trẻ em là ý thức của phụ huynh trong việc chăm sóc, bảo vệ con em mình. Các bậc cha mẹ phải luôn giám sát con em mình khi đi tắm biển ao hồ, để kín các vật dụng chứa nước trong nhà, không để trẻ nhỏ ở nhà một mình, đặc biệt đối với các trẻ mới biết đi, trẻ hiếu động, luôn muốn tìm tòi hiểu biết thế giới xung quanh. Sau những vụ việc đau lòng đáng tiếc xảy ra, ông Lê Mạnh Hùng, chủ một doanh nghiệp chuyên thi công bể cá tiểu cảnh ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho rằng với các nơi có hồ nước cần thiết kế lối đi an toàn, tránh trơn trượt, dốc và phải có lan can đảm bảo an toàn cho trẻ với chiều cao từ 1 đến 1,5m. Bên cạnh đó, tại các quán cà phê có khu vực hồ cá coi cần cử nhân viên giám sát thường xuyên, lắp đặt camera có thể thiết lập chế độ phát hiện vật chuyển động ở khu vực mặt hồ để phát ra cảnh báo kịp thời khi có sự cố mặc dù vậy theo ông hùng khi cho con nhỏ đến những khu vực có thiết kế bể cá cảnh hở phụ huynh cần thường xuyên để mắt đến con em mình hướng dẫn cho trẻ hiểu về những mối nguy hiểm khi chơi sát với khu vực bể nước một mình tất cả mọi người cũng cần có kỹ năng cơ bản về xử lý sơ cấp cứu đuối nước nếu như trẻ hôn mê cần hồi sức hà hơi thổi ngạt khi còn dưới nước sau đó nhanh chóng đem lên bờ nếu trẻ mê nhưng còn thở lồng ngực còn di động cần đặt trẻ tư thế nằm nghiêng nhanh chóng đưa đến bệnh viện nếu trẻ ngưng thở lồng ngực bất động cần thực hiện hồi sức tim phổi gọi cấp cứu hỗ trợ còn với trẻ vẫn tỉnh cần nhanh chóng mang lên bờ đặt trẻ nằm ngửa đầu lưng trên cùng mặt phẳng rồi đưa trẻ đến bệnh viện như vậy, để ngăn chặn được những tai nạn thương tâm do trẻ nhỏ rơi vào bể cá cảnh tử vong, điều quan trọng nhất đó là sự quan tâm sát sao luôn để mắt đến con em mình của các bậc phụ huynh. Trẻ em vốn ưa khám phá và thích hoạt động nếu không trông giữ trẻ cẩn thận, rất dễ xảy ra tai nạn, đau lòng nhất là dẫn đến hậu quả trẻ tử vong. Quý vị thân mến, tai nạn luôn rình rập trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi và những mất mát ở độ tuổi còn rất nhỏ này là nỗi đau xót cho cả gia đình và xã hội. Qua những vụ việc hết sức đau lòng từ bể nuôi cá cảnh, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần hết sức chú ý và có những biện pháp bảo vệ con em mình an toàn hơn không để xảy ra những vụ việc đau lòng tương tự cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại